Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục mầm non được ban hành từ năm 2009 và đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Trong hơn 10 năm qua, chương trình đổi mới giáo dục mầm non đã tạo được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho các bậc học tiếp theo. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo thì đặt ra bài toán là phải cải cách và đổi mới chương trình này. Và đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay cùng vị khách mời. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước tiên xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh cùng quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Tại phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phát triển rộng khắp đến tất cả các xã, phường, thôn bản trên cả nước. Hàng năm, có trên 5,3 triệu trẻ mầm non với hơn 15.000 trường mầm non và gần 16.000 cơ sở độc lập. Toàn quốc có 56,9% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Việc thực hiện thành công mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi đã tạo cơ chế động lực thúc đẩy giáo dục mầm non phát triển. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, thiếu trang thiết bị dạy học, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, miền núi. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời. Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non. Anh đổi mới gì thì đổi mới, nhưng mà phù hợp với xu thế. Đó. Phát triển xanh, phát triển số, nó là cái xu thế không thể đảo ngược được. Cái thứ ba là phải phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh của đất nước chúng ta trong cái bối cảnh hiện nay. Phải phổ cập mầm non từ 3 đến 5 tuổi, đây là cái mới. Trước đây là chỉ có 5 tuổi thôi, nhưng bây giờ từ 3 đến 5 tuổi. Rồi cái thứ năm là đổi mới cách huy động nguồn lực thông qua cái hợp tác công tư. Để xử lý giải quyết 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non về nhân lực, về cơ sở vật chất, tiếp cận chưa bình đẳng về giáo dục mầm non, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, có cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non, các bộ ngành địa phương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện các văn bản. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh, thì như trong phóng sự chúng ta vừa xem thì có thể thấy là có rất nhiều ý kiến đã đề cập đến những hạn chế, những tồn tại và những điểm nghẽn trong thời gian qua của chương trình giáo dục mầm non, và đề cập nhiều đến những yếu tố như là cơ sở vật chất, trường lớp, cơ sở dạy học cũng như là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào? Phải nói là trong 10 năm qua thì giáo dục mầm non rất được quan tâm, đầu tư, và chúng ta đã đạt được một cái dấu mốc, và tôi nghĩ là một cái dấu mốc không chỉ được công nhận đối với ngành giáo dục mà được cả cộng đồng thế giới cũng khẳng định về sự quan tâm đầu tư cho giáo dục. Đấy là chúng ta đã phổ cập được giáo dục mẫu giáo dành cho trẻ 5 tuổi. Đây là một cái bước quan trọng để chuẩn bị cho các con sẵn sàng vào lớp 1. Thế trong thời gian tới thì chúng ta sẽ phải tiếp tục hướng đến những cái mục tiêu bền vững hơn đối với giáo dục mầm non. Thế tuy nhiên thì vì một cái sự xuất phát điểm và cũng thấp hơn nên là chúng ta cho dù đã có sự quan tâm đầu tư thì vẫn còn gặp rất nhiều những cái khó khăn về cơ sở vật chất, vẫn còn một cái tỷ lệ không nhỏ những cái trường, những cái nhóm trẻ, những cái lớp độc lập, thì đây là những cái nơi mà có nhiều những cái vấn đề nhất, vấn đề cả về cơ sở vật chất chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, vấn đề cả về cái đội ngũ giáo viên trực tiếp để thực hiện công tác chăm sóc trẻ. Thế tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là đội ngũ giáo viên mầm non thì quan để đánh giá của tôi thì tôi nghĩ là một cái đội ngũ mà rất là yêu nghề, các cô rất là tâm huyết, các cô cũng rất là có năng lực và có khả năng đáp ứng nghề, nhưng mà các cái chế độ chính sách dành cho các cô thì thật sự là chưa tương xứng. Các cô ở giáo dục mầm non, các cô phải đến lớp sớm hơn trẻ, về thì sau khi trẻ cuối cùng đã về thì thời gian làm việc của các cô có thể lên đến 9-10 tiếng một ngày, rồi lương bổng các cô cũng được xếp ở mức độ là thấp nhất, vì vậy nên rất là khó để chúng ta có thể đòi hỏi hơn nữa ở các cô. Hay cả câu chuyện trong cái thời gian đại dịch Covid vừa qua thì phải khẳng định là cái bậc học bị ảnh hưởng nhất thì chính là bậc mầm non, bởi vì chúng ta phải ưu tiên câu chuyện là duy trì việc học cho bậc phổ thông, cho bậc đại học, nhưng mà ở mầm non thì cái điều đó nó cũng không phải là được cái sự ưu tiên cao nhất. Rồi câu chuyện trường mầm non ở ngoài công lập thì cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn trong đại dịch Covid, và cái việc sau này chúng ta quay trở lại một đội ngũ lớn giáo viên ấy
thì cũng đã chuyển nghề hay là cũng thôi công tác trong giáo dục mầm non, thì đấy là những cái thách thức rất là lớn để chúng ta càng cần phải ưu tiên hơn nữa đối với giáo dục mầm non trong giai đoạn tới. Vâng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thì trong cái phiên họp về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã chỉ đạo chúng ta cần quan tâm đầu tư hơn cho cấp học này và đặc biệt là phải làm kỹ và chắc. Thì trong đấy cũng đề cập đến lộ trình phổ cập giáo dục mầm non từ 3 đến 5 tuổi. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này không ạ? Tôi nghĩ là cái mục tiêu ấy, để đạt được việc phổ cập giáo dục mầm non 3 đến 5 tuổi là một mục tiêu rất là đúng đắn. Đặc biệt là khi chúng ta tiếp cận giáo dục mầm non theo cái tiếp cận là quyền của trẻ. Khi mà chúng ta nói về quyền trẻ em ấy, thì chúng ta hiểu cách đơn giản thôi. Quyền không có nghĩa là những gì chúng ta cho trẻ, mà quyền có nghĩa là những gì chúng ta không được lấy đi của trẻ. Thế thì bất kỳ một đứa trẻ nào cũng có quyền được học tập, quyền được vui chơi, quyền được tham gia, quyền được nuôi dưỡng, quyền được chăm sóc. Và với một cách tiếp cận theo quyền ấy, thì cho dù khó khăn, cho dù vất vả, thì chúng ta vẫn phải cố gắng đầu tư, chúng ta cần phải cố gắng quan tâm để đáp ứng được tất cả những cái quyền của trẻ và không lấy đi quyền của bất kỳ đứa trẻ nào. Thế tuy nhiên thì cũng phải khẳng định như là câu hỏi của chị thì sẽ có rất nhiều những cái khó khăn. Chúng ta nói với câu chuyện trong giai đoạn 11-20 chúng ta phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi thì đấy là một cái nỗ lực vô cùng lớn rồi. Nỗ lực của chúng ta về mặt cơ sở vật chất, về mặt đội ngũ. Thế thì ở đây chúng ta cần phải có một cái lộ trình rất là phù hợp để làm sao chúng ta đạt được cái mục tiêu là đến năm 2030 ấy, thì về cơ bản là 100% tỉnh thành thì đạt được cái yêu cầu về phổ cập giáo dục mầm non 3 đến 5 tuổi. Thế thì cũng có một số những cái chính sách và cái lộ trình mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là những cái chính sách hỗ trợ đối với người học, đối với các bạn nhỏ, làm sao để chúng ta khuyến khích các con được ra lớp. Ví dụ là những cái chính sách liên quan đến miễn giảm học phí đối với các con, miễn học phí ở trường công lập, cấp bù học phí ở trường ngoài công lập, nhưng ở những cái khu vực khó khăn hay những đối tượng người học khó khăn, vân vân. Thì đấy là những chính sách hỗ trợ đối với người học. Rồi cùng đồng bộ phải có những cái chính sách đối với đội ngũ giáo viên, công nhân viên tại trường mầm non, đội ngũ cán bộ quản lý, làm sao để các cô có thể yên tâm, có thể tiếp tục yêu nghề. Các thầy cô như tôi đã nói là những người rất yêu nghề, rất yêu trẻ thì mới có thể làm việc ở bậc mầm non. Nhưng với những cái áp lực hiện nay thì cái đòi hỏi nó quá lớn. Các cô làm việc như vậy, chúng tôi hay nói vui là có khi là vi phạm quyền luật lao động của các cô đấy. Các cô làm việc quá 8 tiếng một ngày, đúng không ạ? Đòi hỏi vô cùng lớn, mà nếu chỉ cần một chút gì sơ suất thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dư luận, đến xã hội. Và cái vấn đề thứ ba là những cái chính sách để làm sao mà các địa phương phải quan tâm đầu tư đủ về mặt cơ sở, về mặt chất, về mặt hạ tầng, về mặt những cái chính sách như tôi đã nêu về đội ngũ, về trẻ, để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu đến năm 2030. Và tôi hoàn toàn rất là nhất trí với quan điểm chỉ đạo đấy là chúng ta phải làm được sao cho nó thật là chắc chắn, đúng không ạ? Không vội vàng, từng bước để phát triển một cách bền vững đối với cái bậc học vô cùng quan trọng này. Vậy như ông vừa nói thì cái chương trình giáo dục phổ cập giáo dục mầm non từ 3 đến 5 tuổi, cái khó nhất có phải nằm ở những cái địa phương vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số không ạ? Từ vườn mặt chủ trương ấy, thì đối với những khu vực khó khăn ấy, thì chúng ta càng phải phát triển giáo dục mầm non công lập. Chúng ta càng phải được đầu tư những cái trường mầm non, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đáp ứng. Chúng ta cần phải có những cái chính sách khuyến khích để làm sao đưa trẻ ra lớp. Thì đây cũng là những cái điều rất là khó khăn. Ở đây tôi chỉ nêu một cái ví dụ rất là cụ thể thôi. Như chị cũng biết là trong thời gian vừa qua chúng ta cũng nói đến những cái trường mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất, đúng không ạ? Những cái khu vực này thì thực ra nói đúng ấy, thì là không phải là ở những nơi khó khăn. Tức là những nơi đặt khu công nghiệp, khu chế xuất thực ra là nơi khá là thuận lợi. Thế nhưng cái đối tượng người dân sử dụng và còn có nhu cầu học tập ở bậc trẻ mầm non công lập là rất lớn, bởi vì là công nhân mà. Thì những cái hộ gia đình như vậy, các cái công nhân mà có trẻ ở cái độ tuổi đó thì họ có một cái nhu cầu rất là lớn, nhưng họ lại là những đối tượng khó khăn. Vì vậy những cái chính sách đối với những cái hệ thống trường, hệ thống mầm non ở những cái khu vực đấy như thế nào, thì thực tế là rất nhiều ở những cái nơi khu chế xuất, khu công nghiệp thì chúng ta lại không có trường mầm non công lập, mà nó lại là những cái nhóm trẻ độc lập, đấy, nhóm lớp độc lập với cái quy mô là dưới 7 cháu trên một lớp, rồi cũng không có đội ngũ giáo viên đáp ứng. Cái điều này rất là khó khăn. Thì tôi nghĩ câu chuyện ở đây ấy, thì là chúng ta phải khẳng định rất là rõ là làm sao để chúng ta có một cái sự đầu tư đủ và tương xứng ở những vùng khó khăn và tạo những cái cơ chế chính sách để khuyến khích cho trẻ ra lớp. Thì cái này nó thể hiện vào cái sự cam kết của các địa phương. Vâng, trong nhiều câu chuyện về giáo dục mầm non thì tôi còn nhớ là ông đó từng chia sẻ rằng chương trình giáo dục mầm non mới cần phải có cái hướng thay đổi về cái cách tiếp cận để tạo ra hệ giá trị mới. Vậy thì cái cách tiếp cận mới ở đây là gì thưa ông? Nói một cách đơn giản ấy, thì chương trình giáo dục mầm non mới là chúng tôi đề xuất là được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực với một cái trục chính là phát triển cái cảm xúc, kỹ năng xã hội của trẻ,
và hướng đến những cái phẩm chất, những cái giá trị cốt lõi của trẻ. Thế thì khi mà nói về năng lực, về phẩm chất thì cũng có những câu hỏi đặt ra là liệu nó có quá sớm hay nó có quá lớn đối với đứa trẻ không? Nhưng chúng tôi khẳng định là những cái năng lực, những phẩm chất này nó rất là giản dị thôi. Nó đó là chính là tình yêu thương, tính trách nhiệm, khả năng thích ứng vân vân của trẻ. Và chắc chắn là những cái năng lực, những cái phẩm chất này là những điều mà chúng ta mong muốn ở bất kỳ đứa trẻ nào. Cái thứ hai ấy, thì khi mà chúng tôi nói về việc là phát triển năng lực nhưng mà theo một cái định hướng về tình cảm, cảm xúc xã hội ấy, thì ở đây tôi muốn giải thích rõ, tức là chúng ta vẫn tiếp cận theo những cái nhóm lĩnh vực như chương trình mầm non trước đây thôi. Ví dụ là trẻ cũng vẫn được học làm quen với toán, nhưng mà khi các con học làm quen với toán ấy, thì cái phép gộp ấy, thì các con hiểu rằng là gộp không có nghĩa là các con được thêm, mà gộp có nghĩa là các con có thể cùng nhau hợp tác để thực hiện những cái công việc mà nếu mà một bạn thì không thực hiện được. Hay là phép tách, phép trừ ấy, không có nghĩa là các con bị bớt đi, các con mất đi, mà đấy chính là sự chia sẻ. Thế thì chúng tôi muốn nói rằng là các cái nội dung của giáo dục mầm non nó không phải chỉ là chăm sóc nuôi dưỡng, nó không phải là chỉ cung cấp cho các con kiến thức, bởi vì kiến thức không phải là cái mục tiêu lớn nhất của bậc mầm non, mà quan trọng nhất là chúng ta dạy cho trẻ những cái kỹ năng về cảm xúc, về xã hội, để các con trở thành những người có thể biết yêu thương, biết chia sẻ, và các con có một cái sự sẵn sàng để các con bước tiếp vào một cái giai đoạn phát triển tiếp theo rất là quan trọng trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Cải cách giáo dục mầm non đang nói tới cái hướng tiếp cận mới. Tuy nhiên thì để làm được cái thay đổi cái cách tiếp cận mới như thế, thay đổi tư duy, thì phải thay đổi được chính cả những cái người mà đào tạo trực tiếp, và đấy chính là đội ngũ giáo viên. Ông thể chia sẻ thêm một vài cái lộ trình để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu này. Vâng, lộ trình triển khai chương trình giáo dục mầm non lần này thì được tiến hành một cách rất là thận trọng. Thì trong năm 2024 thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ trình Chính phủ, để trình Quốc hội thông qua nghị quyết về đổi mới chương trình giáo dục mầm non. Và nếu như nghị quyết này được thông qua thì chương trình giáo dục mầm non mới sẽ được triển khai thí điểm trên 20 địa phương trước khi là triển khai đại trà. Và thời gian thí điểm thì dự kiến nó sẽ là 3 năm. Và 3 năm có nghĩa là một cái chu kỳ của giáo dục nhà trẻ và giáo dục mầm non. Và qua cái 3 năm đó thì chúng tôi cũng muốn đánh giá về cái tính khả thi của chương trình, đánh giá về cái tính đáp ứng của chương trình, và nó sẽ đưa ra một cái lộ trình rất là cụ thể để các địa phương có thể có những cái sự đầu tư cả về đội ngũ giáo viên này, đầu tư về cơ sở vật chất này, để có thể thực hiện được chương trình mới một cách thành công. Thế cái câu hỏi về đội ngũ giáo viên thì luôn luôn là một câu hỏi khó và cần được quan tâm. Thế thì hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đang làm việc với các tổ chức để xây dựng một cái chương trình nâng cao năng lực dành cho đội ngũ giáo viên mầm non. Và các bạn sẽ rất là yên tâm, bởi vì chúng tôi cũng xác định rõ là chúng ta sẽ không thể có được một cái nền giáo dục tốt hơn cái chất lượng của đội ngũ giáo viên. Hay nói một cách khác là đội ngũ giáo viên quyết định tất cả liên quan đến chất lượng của nền giáo dục. Vì thế nên là cái quá trình bồi dưỡng tập huấn giáo viên là vô cùng quan trọng. Thì song song với việc là tiếp tục hoàn thiện cái bản dự thảo chương trình, thì hiện nay chúng tôi cũng đã cùng với Ngân hàng Thế giới để xây dựng cái khung tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, gồm có 5 module để triển khai chương trình. Và hy vọng là cùng cái tiến độ về việc thí điểm thì chúng ta sẽ có một cái chương trình, một cái đề án về việc là nâng cao năng lực dành cho đội ngũ giáo viên mầm non. Và cái đề án này cũng sẽ tương tự với cái dự án ITEP mà chúng ta đã làm đối với giáo viên phổ thông khi mà chúng ta chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông 2018 đó, và sẽ cố gắng để vừa là hỗ trợ cho các trường sư phạm để có những cái cập nhật trong cái việc đào tạo giáo viên mầm non trong tương lai, cũng như là hỗ trợ đào tạo cho các cái giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục hiện nay để các cô đáp ứng tốt nhất đối với chương trình giáo dục mầm non mới. Vâng, và tôi cũng hy vọng là những cái lộ trình, những chương trình mà chúng ta đặt ra trong một cái thời gian tới để có thể cải cách đổi mới được chương trình giáo dục mầm non sẽ được triển khai rộng khắp trên toàn quốc và đạt được những hiệu quả nhất định. Vâng, ngày hôm nay rất xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Lê Anh Vinh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của chương trình chúng tôi. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Cảm ơn chị.